Bộ bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh và hôm nay ta tiếp tục với một chiếc xe thương hiệu hạng sang của Lexus, Lexus năm 350 Sản xuất là 2019, xe có mô đồ là 2020 làm anh với quãng đường là hơn 30.000 km, rất rất đẹp, đây là phiên bản nhập nhật có ngoại thất là màu trắng, nội thất của chiếc xe trang bị là màu da bò Các chi tiết về phần sơn si cũng như là các phần mép lối mép cản của chiếc xe thì vẫn còn trong tình trạng rất đẹp ạ à. Xe hiện đang có mặt tại Auto 31, địa chỉ đơn vị là 3133 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn, chỉ các hạng mục là xe không đâm va, không ngập nước, bao trách test toàn quốc và có hỗ trợ ngân hàng cho anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu mua trả góp. Và bây giờ thì em mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về phần ngoại thất của chiếc xe. Với những phần đầu xe là hệ thống đèn được lên form mới rồi. Cùng với đó thì có trang bị hệ thống mâm hộp kim đa chấu đa lan với những phần đốp lát còn rất là dày gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ và có hình cảnh báo vượt trên gương cùng với đó thì nó có hệ thống cam 360 tích hợp đầy đủ đây em sẽ mời anh chị bạn có thể tham quan dọc đường thân xe với những đường gân dập nổi giúp cho chiếc xe trông thể thao hơn khỏe khoắn hơn và phần đuôi xe với những chi tiết như là cụm mà ống xả thể thao cùng với đó những cái tính năng an toàn thì nó có trang bị như là cảm biến lùi cam lùi đầy đủ để anh chị bạn có thể lùi xe một cách an toàn trong những cái cung đường khuất tầm nhìn và bây giờ em sẽ mời cái phần cốp ra để anh chị bạn có thể tham quan về không gian cốp chứa đồ của chiếc xe với không gian cốp chứa đồ rất là rộng rãi ở hàng ghế thứ hai thì anh chị bảo các bạn có thể gặp điện để có thể là gia tăng thể tích chứa đồ với những phần keo chỉ đinh tán luôn luôn là những cái phần mình để quan tâm trong một chiếc xe cũ đã qua sử dụng Mọi chi tiết em đang quay cho anh chị bạn thể thấy qua thì nó vẫn còn trong tình trạng rất là nguyên bản Không hề có hiện tượng đâm va về phần đuôi Lốp sơ cua thì đã hạ rồi Đồ nghề theo xe vẫn còn nguyên Những phần ly lông ở cái phần bậc cốp vẫn còn nguyên, chưa hề bóc Đây là những cái chi tiết rất là đẹp Để anh chị bạn đánh giá một chiếc xe cũ đã qua sử dụng nó còn hoàn hảo hay không với những cái phần uh, chi tiết bên trong đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về hàng ghế thứ hai với không gian ngồi rộng rãi với không gian của chiếc xe thì với hệ thống bọc da cao cấp cùng với những cái phần uh, ốp gỗ chi tiết uh, keo chỉ đinh tán vẫn còn nguyên bản Đấy, anh chị bạn có thể tham quan tổng quan rất là hoàn hảo ạ với những tiện ích như rèm che nắng cửa gió điều hòa chính giữa trung tâm có trang bị cửa sổ trời đây là những cái phần chi tiết để các bác có thể đánh giá qua về chất lượng của chiếc xe cũ với những phần ốc bản lề ốc cánh cửa bậc lên xuống hệ thống thảm trải sàn được trang bị đầy đủ với cái ngồi thì anh chị bạn có thể thấy qua dòng xe này nó rất rất chiều chuộng người ngồi với có độ ngả có thể ngả sâu xuống để giúp anh chị và các bạn có thể nghỉ ngơi thư giãn trong những chuyến đi xa mà không thấy mệt mỏi Thông ra gian ngồi rộng rãi cho ba người ngồi với không gian rất là rộng. Và ta cùng đi tiến tới không gian hàng ghế lái của chiếc xe để đánh giá thêm về chất lượng về khoang cabin có rộng rãi hay không. Với những phần cánh cửa thì ở cánh cửa nó tích hợp những cái phím như là nhớ ghế ba vị trí ghế lái và ghế phụ. Ghế đều có trang bị chỉnh điện cả chất lượng táp ly tắp lô của chiếc xe thì vẫn còn giữ được trong tình trạng rất đẹp do bác chủ bác giữ gìn bảo dưỡng định kỳ mọi cam kết đều rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và các bạn có thể yên tâm chọn lựa tại xe tại cửa hàng auto 31 có bảo hành về khung và máy móc động cơ hộp số trên văn bản Đấy, tổng quan chi tiết thì em quay rất là kỹ để các bác có thể thấy nếu trong quá trình quay mà anh chị và các bạn cần xem rõ hơn chỗ nào có thể liên hệ em với vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng và có trang bị đầy đủ các tiện ích như là cảnh báo lệch làn rồi là cảm biến tắt uh, phanh uh, phanh khoảng cách làm mát ghế sấy ghế đầy đủ rồi tu bát các chế độ lái để các bác có thể lựa chọn rất nhiều các công nghệ an toàn được tích hợp ở mẫu xe này trải nghiệm rõ nhất thì em mời anh chị bạn qua cửa hàng có thể là trải nghiệm dễ hơn và với chiếc Lexus RX 350 sản xuất 2019 model 2020 nhập nhật, dàn bánh quãng đường là hơn 30.000 km hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn trong tầm giá khoảng uh, dưới 3 .9 tỷ 9 là anh chị bạn có thể sở hữu rồi và có hỗ trợ trả góp cho các bác có nhu cầu. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và gặp lại ở những video tiếp theo của Mùa Bán Xe Cũ.